Xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Spy Room và bài viết hôm nay rất là thú vị. Giáo trình luyện giao tiếp tiếng chó căn bản từ tác giả Cho Lon. Bibi là chó lớn và mình là Andy. Đúng vậy, các bạn không hề nghe nhầm, bài viết này sẽ giúp các bạn giao tiếp với chó mà không cần sủa. Nguyên nhân ra đời của giáo trình này là cách đây một năm mình đã dành ra vài tháng thanh xuân để nghiên cứu các bài viết về huấn luyện chó trên Internet. Thậm chí mua cả tài khoản Masterclass chỉ để xem khóa Dog Training của Brandon McMullen mà vẫn bất lực nhìn con video nhà mình thản nhiên ngồi chill bên bãi tè của nó. Bắt đầu nuôi chó vì từ nhỏ mình đã muốn trở thành một Pokemon Trainer. Tưởng tượng mình có thể ra lệnh cho chó giao chiến với bọn người xấu, hoặc ít nhất là cũng phải múa được vài chiêu thức để giải trí. Nhưng từ khi đem Bedo 2 tháng tuổi về nhà lần đầu tiên, mình nhận ra nó không hiểu tiếng người như bọn Pokemon trên phim. May mắn là bằng một cách thần kỳ nào đó, sau một năm mình đã có thể thoải mái giao tiếp với nó mà không còn rào cản ngôn ngữ. Chỉ còn tình trạng là nó hiểu mình nói gì nhưng vẫn cố tình làm ngược lại, vì đơn giản là tao thích thế. Mình sẽ chia sẻ trải nghiệm cá nhân và đúc kết lại quá trình tự học hỏi từ nhiều nguồn để tiết kiệm thời gian cho những ai muốn dấn thân vào con đường này nha. Giao tiếp qua hiệu lệnh. Bạn không thể sủa tiếng chó và chó cũng không thể hiểu tiếng bạn, nên chúng ta phải cùng với nó ngồi xuống thỏa thuận một ngôn ngữ chung, tạm gọi là lệnh. Các lệnh này có từ cơ bản đến nâng cao. Ví dụ sơ bộ như sau. Ngồi, nằm, không. Ở đây là không được phép. Đứng yên, đi theo, đi vệ sinh, lấy đồ vật, tấn công. Mục đích của các lệnh này y như tên gọi của nó, và tùy vào sở thích cá nhân bạn có thể dùng từ hoặc ngôn ngữ khác. Thậm chí sủa cũng được, miễn là khi nghe thấy âm thanh đó bọn chó sẽ biết phải làm gì. Cách học nhanh nhất là thuê đứa khác học hộ. Nice. Cách dễ nhất để chó nghe lời là gửi nó vào trường huấn luyện. Nhưng chi phí khá là cao nên cách này không áp dụng được với tất cả mọi người. Theo trải nghiệm cá nhân thì các anh, các chú trong trại huấn luyện thường có những phương pháp dập khuôn áp dụng cho mọi loại chó. Và họ cũng chỉ thường biết tới những giống chó phổ thông nên mình không an tâm gửi Bedo vào đó mấy tháng trời. Một cách khác nữa là tìm đến những người huấn luyện tư. Họ có thể theo sát và hiểu chú chó của bạn hơn, nhưng xác định là đồng tiền đi kèm với chất lượng nhé. Cách dễ cuối cùng là nuôi một chú chó đã biết nghe lời sẵn, bạn chỉ mất thời gian làm quen qua việc cho nó ăn và yêu thương chăm sóc, nó sẽ vẫn nhớ những lệnh mà chủ cũ đã dạy. Ok, đó là những phương pháp dành cho những người lười học. Còn nếu bạn là một con người bản lĩnh, kiên cường và tự tin rằng mình có thể cho bọn chó thấy ai mới là con đầu đàn ở đây, thì chúng ta bắt đầu thôi. Đầu tiên, bạn phải xác định bỏ hẳn cái phương pháp bạo lực truyền thống đi. Đánh đòn trẻ con nó còn biết khóc, chứ chó thì nó chỉ biết trầm cảm mà thôi. Phải hiểu tập tính của bọn chó là sẽ mặc định hành xử tự nhiên, chứ không kiêng dè ai cả. Mắc tè là tè, mắc ị là ị, thấy ở đâu mát hoặc ấm thì nằm, thấy gì lạ là cho vào mồm. What the dog doing? Giả sử nếu nó tè một bãi ra nhà mà bạn lao vào đánh nó sẽ chỉ sợ hãi và hoang mang rằng bạn là một mối nguy hiểm, chứ không hiểu được ngay rằng bạn không muốn nó tè ra nhà. Nếu bạn nghĩ rằng trước giờ người Việt Nam mình vẫn đánh chó giết mà nó vẫn nghe lời, thì hãy hiểu rằng khi bị đánh lâu dài bọn nó sẽ không dám làm mọi thứ một cách tự nhiên nữa, chứ không phải là nó hiểu ý bạn đâu. Hệ lụy của phương pháp này có thể kể đến các trường hợp: không dám đi vệ sinh trước mặt chủ mà lén đi ở chỗ khác, trầm cảm, rụt rè, bỏ ăn, lười vận động, chống đối trở nên hung dữ và nguy hiểm. Phương pháp văn minh và khoa học nhất là trả lương. Nó có thể là boss nhưng bạn phải là chủ tịch hội đồng quản trị. Bạn trả lương để nó làm những gì bạn muốn. Mặc dù sau cùng vẫn phải phục vụ cơm nước và hốt xít cho nó. Cay thật đấy. Đương nhiên là bọn nó không xài mấy đơn vị tiền tệ hạ đẳng của tụi human đâu. Bọn nó thích cái gì cho vào mồm được. Bạn có thể dùng đồ ăn mà bọn nó thích. Có thể là hạt chế biến sẵn, đồ ăn tươi, bánh thưởng bán trong pet shop. Nhưng phải lưu ý hai điều là tập luyện khi chó đang đói và mồi phải thật nhỏ để ăn không bõ dính răng ấy. Nguyên nhân đơn giản là khi no rồi thì bọn nó sẽ nằm ườn ra đấy chứ không thèm nghe bạn nói nữa đâu. Cách thức thì bạn chỉ cần nắm công thức lệnh cơ bản: khoe mồi, đọc lệnh, thực hiện lệnh, cho ăn rồi khen thưởng.
Là một human thì bạn đã nắm được nguyên tắc của cuộc sống, có làm thì mới có ăn. Bạn cần cho bọn chó biết điều đó. Ở trước này mình sẽ ví dụ một số lệnh cơ bản như sau. Lệnh ngồi. Khi chó đang đứng bình thường, bạn đọc lệnh ngồi rồi cầm mồi giơ ra trước mặt cho nó thèm thuồng. Sau đó di chuyển tay cầm mồi lên trên phần đầu, trán cho quá tầm nhìn của chó. Khi đó nó bắt buộc sẽ phải ngồi xuống để có tư thế đớp mồi thuận tiện hơn. Tiếp theo thì cho ăn và khen thưởng thôi. Lệnh không. Khi chó làm gì sai, ví dụ như tè ra nhà, cắn phá đồ đạc v.v. bạn phải chịu khó quan sát hành vi để gây gián đoạn điều đó càng sớm càng tốt. Ví dụ như khi con chó vừa đi tè hay vừa mới đớp lấy đôi Balenciaga hàng real, hãy gây ra tiếng động lớn bằng cách vỗ tay hay đập bàn đập ghế, kèm theo một câu lệnh không, rõ ràng và dứt khoát. Khi nhận thấy nó đã chú ý tới bạn kèm theo một sự giật mình nhất định, hãy tác động vào hành động giang dở của nó. Ví dụ nếu đang tè thì bế nó ngay vào vị trí nó cần tè. Hãy chấp nhận việc nước tiểu vung vãi khắp nơi trong vài lần đầu tiên. Nếu đang cắn phá đồ vật thì lấy đồ đó ra khỏi miệng nó và nhét món đồ chơi gặm của nó vào thay thế. Khi nó đã yên phận với sự sắp đặt của bạn, hãy cho ăn và khen thưởng. Lệnh đi theo. Tương tự lệnh ngồi, khoe mồi trước mặt chó nhưng lần này bạn vừa di chuyển mà tay vừa giữ mồi ở trước mặt, nó sẽ đi theo bạn thôi và cứ cho nó ăn mồi sau tầm 5 đến 10 giây. Lặp đi lặp lại như thế cho đến khi bạn dừng lại và có thể kết thúc bằng lệnh ngồi. Khen thưởng thôi, chó nhà ai mà ngoan thế. Đó là 3 lệnh cơ bản và quan trọng nhất để bạn có thể yên tâm nuôi chó trong nhà. Nhưng vấn đề là nếu bạn thực sự đã làm y như vậy mà nó vẫn không thực hiện lệnh thì sao? Lý thuyết là vậy nhưng thực hành lại không như phim. Đưa mồi qua lại trước mặt mãi mà không chịu ngồi hay không chịu đi theo mà quay đầu đi chỗ khác luôn. Hét lệnh không, khàn cả cổ mà nó vẫn tè ra nhà có điên không cơ chứ. Mất kiên nhẫn muốn lấy roi vụt cho vài phát vào nít. Ôi bạn ơi, tôi cũng đã từng như bạn. Nói đến đây thì hãy cùng tôi ngược lại phân cảnh mình đã kể ở đầu bài. Sau tất cả bài học đó, mình vẫn bất lực nhìn con bê đồ thản nhiên ngồi chiều bên bãi tè. Đa số các giáo trình trên Internet sẽ không có câu trả lời này cho bạn đâu. Tương tự như cách các startup hay chia sẻ startup thành công, nhưng tiền ở đâu để startup thì các startup không nói. Để giải quyết vấn đề này thì không thể thực hành máy móc, mà bắt đầu phải phân tích hành vi và tìm hiểu vấn đề bằng tư duy logic. Đó chính là chủ đề của giáo trình luyện giao tiếp tiếng chó nâng cao mà mình sẽ chia sẻ ở bài viết sau. Lần đầu tập tành viết bài, mong nhận được feedback chân thành từ quý vị và các bạn. Trên đây là toàn bộ giáo trình luyện giao tiếp tiếng chó căn bản. Hãy cùng chờ đợi giáo trình luyện giao tiếp tiếng chó nâng cao nhé! Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này. Đừng quên like, share và subscribe ủng hộ chúng mình nhé! Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy truy cập vào spyroom.com để tìm đọc thêm. Mình là Andy, xin chào và hẹn gặp lại!